quay luôn sẵn rồi. Quay luôn không được đi. Ủa đi con má ok đi chợ em con giờ đi đường okay, à, bây giờ anh chị quẹo lại chung định này nè, quẹo lại đi thẳng ra Trường Chinh. À. Rồi sau đó quẹo tay trái. À, xong rồi cứ quẹo tay trái ra ra cái mũi tàu á, đó mình đi ô cơ lại. Rồi, cảm ơn. Bây giờ với lại anh chị nhớ là mình là cách ly phường với phường nên chỉ còn có một lối ra lối vô là đường Trường Chinh với Trường Công Định thôi. À, còn đường nào mình không có ra được thôi. Rồi cảm ơn. Cảm ơn. Tất cả các đường đều rào lại hết rồi. Cách ly phường với phường cho nên chỉ còn một đường duy nhất là Trường Chinh với Trường Công Định. Giờ đi ra Trường Chinh thì vòng đầu lại. Có phiếu đi siêu thị mới dám đi ấy, chứ còn không có phiếu chắc cũng không có ra đường đâu. Con cảm ơn chú. Giờ xong rồi điện bé tới lấy phải không? Dạ không, giao về tận nhà cho con. Giao về hả? Giờ mấy ngày này không dám hứa lắm nha. Mấy ngày người qua ngày giờ lại giao hàng khó lắm mới vô không được. Không giao về tận nhà nữa hả? Nhưng mà bây giờ tụi em người thì chấp nhận chờ thì tụi em mấy cái người thì tụi em chỉ có hai người giao hàng thôi. Mà không biết có đi vô đi qua được. Vô không được sáng này chưa có thằng nào vô hết nè. Nó không ra được chốt là tụi em thua cho nên là chỉ cố đợi giùm em một chút xíu tụi em đi chợ xong tụi em ấy. Giờ nha, chị gọi nha. Dạ. Đợi đi. Không là để chữ đi xong rồi điện chị tới lấy. Không vậy đó hả? Cái bây giờ nó rào nó chắn khắp nơi, ngay cả tụi em đi làm á mà thông qua 4 5 chốt cũng cực khổ lắm mới được tới. Em cũng có phiếu mới ra được nhưng mà phải về nhà làm việc online á, thành thử ra là thôi. Bây giờ hồi nữa thì tụi em gọi điện chị qua lấy giùm nha. Dạ dạ, nhưng mà nếu mà em qua lấy thì em không có cái phiếu đi đường. Đi chợ cho lại cái phiếu đi chợ đi. Em lấy cái phiếu đi chợ nó làm gì? Trả cho khách hàng không có lấy. Thì cứ đâu biết đâu mỗi lần phải nộp đó. Không không cần nộp, tụi em không có lấy cái phiếu đi chợ này để làm gì. Khai báo y tế, bố hôm anh có nói bé là lấy mấy tờ giấy tới đầu kia lấy thêm mấy tờ giấy mà khai báo y tế. Dạ. Thôi mình ghi sẵn tới đây mình nộp thôi chứ còn cái đó thôi. Dạ dạ. Thì giờ em về nha. Đi nào, muốn mấy? Số 48. Rồi, rồi, em ghi mấy chữ xong cái điện cho em tới lấy. Dạ. Xong. Mấy ngày này nó khó khăn lắm. Dạ, tới lấy. Vô lấy hàng. Shop hàng quán đóng cửa hết nè. Đây là khu vui chơi trẻ em cũng đóng cửa. Đây tới. Wow, thành shipper rồi nha. Không còn ai giao hàng nên giờ tự vác về một đống luôn. Của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách, nhất là việc đảm bảo giãn cách giữa cá nhân với cá nhân, gia đình với gia đình.